Hôm nay mình sẽ xem núi từ viện ai được. Ok vlog nha. Lấy xuống. Này, đặt cam ở đâu cho phù hợp hợp nhỉ? Đặt cam ở đâu? Tèo tèo đây. Xong. Ok. Vừa xem bị búng tai nhá các bạn nhá. Thôi rồi. Như thế này. Đây. Và như thế này. Ok. Bắt đầu đi. Nói chưa nhá. Nhà ga. Ga xăng. Xăng dầu. Dầu mỡ. Mỡ mèo. Mèo. Mỡ mèo là gì? Có mỡ mèo. Mỡ mèo là mỡ ốm mèo ấy. Có mỡ mèo. Ok. À có mà. Mèo chó. Mèo chó các bạn nha. À bỏ tay xuống. Chó hổ. Hổ báo. Báo đen. Không. Có báo đen. Có xì. Xì hơi. 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 Hơi gì được các bạn nhỉ? Hơi. Hơi nước. Nước lạnh. Lạnh cống. Cống toàn thân run rẩy kìa. Không quá đâu. Nhẹ thôi. À, các bạn ra đây cho các bạn xem. Đây. Đây. Các bạn không nhìn được. Ra đây. Ra hẳn đây. Các bạn ơi, hãy giải cứu Thanh Thiên Minh trong lần sau nhé. Okay, được rồi. Thế thật rồi các bạn ơi. Nói chưa đi. Nói chưa. Mình sẽ nhớ bằng cái từ đi bộ. Bộ. Bộ à. À bộ luật. Thôi, con lợn. Lợn nái. Nái em mà. À, cảm ơn. Nái chịu. Đây, quay vào. Đây, quay ra đây. Để đứng ngang đầu ra đây. Đau không? Nói trước đi. À. Đầu máy. Máy bay. Máy thấp. Thấp cao. Cao vút. Thế. Mang tay kia ra đây. Bạn còn xem được. Trời ơi, đau. Đau, hơi đau. Toa xe. Là hàng gì? Tức là một hàng bom á. Có hàng bom. Đó, tức là một hàng bom. Không có hàng bom. Hàng ngày. Ngày sống. Súng sót. Sót, sót tay. Kiểu như là mình rắc muối. Kiểu như tay mình. Không rắc. Không. Ồ, có sót tay. Gọi nhé. Chết rồi, thay thôi. Ơi, muốn thở.
Hay là Si? Si Đa. Đa. Đa Đa. Đa gì được các bạn nhờ? Chào con. Đa. Đa gì bây giờ? Không thì trợ giúp các bạn đi. Nhớ bạn trợ giúp đi. Đa. Ok mọi người, ai đủ không dựa vào người khác để sống mọi người. Ai à? Kiên quyết đấy. Đa gì bây giờ? Đa. Đa ta. Đa gì bây giờ các bạn? Trong vòng 5 giây các bạn hãy giúp mình nhá. Đa gì? Thì các bạn hãy ghi hộ, các bạn hãy hiện lên màn hình để mình nhìn thấy nhá. 5 4 3 2 1 Tê. Đó chính là đa tình. Ok, ok. Cầm lại nào. Đến mình. Tình à? Tình tứ. Quý. Ai à? Quý nhau. À, quý nhau. Quý nhau thì bây giờ chả còn cái gì cả. Có, nhau là tịt rồi. Có. Nhau à? Đúng rồi. Nhanh lên. Trong vòng 3 giây các bạn hãy giúp mình. 3, 2, 1, tới 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 tiêu. Nhau gì? Nhau nhau. Nhau nhau là nhau gì? Nhau nhau. Có nhau nhau. Có nhau nhau các bạn. Có nhau nhau các bạn. Có nhau nhau. Có nhau nhau. Nhau nhau là gì? Nhưng mà nhau nhau là một từ lấy, có thể lặp lại. Nhau nói nhau nhau nhá. Không được, nhau nhau được. Nhau nhau đúng là một từ lại. Nhau nhau. Các bạn nhau có nghĩa là gì? Nói luôn. Anh em ơi. Các bạn ạ. Nhau nhau là một từ lấy mà anh Thanh, anh Thanh hình như không học. Vì sao ấy? Nha, không hề có nhau nhau anh em nhá. Có. Không, nghĩa của nó là gì? Nghĩa của nó là nhau nhau. Nghĩa là nhau nhau nghĩa là gì? Các bạn Thanh đều hiểu cái gì? Cái thằng lồn biên nó đéo hiểu cái gì mà nó các bạn mình nhéo hiểu ấy. À, mình nghĩ ra một từ nhau nhéo rồi, chắc chắn. Chắc chắn ngay sẽ phải chữ rùa. Nhảy nhéo nhéo. Có. Nhảy nhéo nhéo là cái mẹ à, gì. Anh em, mình sẽ đi hỏi. Clip này bị lag nên mong anh em thông cảm. Hẹn gặp lại rồi, tới lần sau. Bye bye, hãy đăng ký nick phụ của mình anh em nhé.